lấy luôn cả đất nữa, mang cát về ngay. Trời ơi, tào lao, anh tính ăn đất luôn hả? Mà nhà mình nó phải nghèo đâu mà ăn đất anh. Không. Gì? Anh? Ủa, à trời. Em đẹp trai quá đúng không? Trời, em biết anh đi, mà. Anh đi đây không? Anh đi đây. Ủa vậy anh? Tự nhiên anh. Nhìn kia. Nhìn kia, sau lưng. Sau lưng. Cái gì vậy? Oh my god. Thôi mình đây, em không hiểu tự nhiên nó rơi cái bình đom đóm chi nữa. Mà bây giờ mình còn chưa tìm thấy được bà Timmy nữa nè. Bây giờ nó rơi cái bình đom đóm này nè, trong cái người của cái con bù nhìn khổng lồ, con búp bê ma khổng lồ. Bây giờ chúng ta phải làm gì với cái bình đom đóm này đây? Còn Timmy đâu? Bây giờ chúng ta phải cứu Timmy chứ. Cái bình này nhìn ghê lắm nha. Cái bình này nó kiểu như em biết không, cái gì giống như kiểu mấy cái chuyện mà ma quái khủng tích á, mà mấy cái con âm binh nó thường có cái gọi là bắt giữ linh hồn đó. Bắt giữ linh hồn hả? Vậy ý anh nói á, là có nghĩa là Timmy đang bị nhốt trong cái bình này và cái con đom đóm phát sáng trong này chính là Timmy á hả? Không, thực ra ban đầu anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nếu như mà trong bình này là linh hồn Timmy á thì cái con này phải là con heo phát sáng. Là con heo phát sáng. Đúng rồi ha, đáng nghe phải là con lợn nó. Mà đây sáng là con đom đóm nghi quá. Này là con đom đóm nó vô mấy nhát à. Mà Timmy bả vừa lùng mà vừa mập nữa. Đáng nghe phải là con heo chứ. Anh thôi kệ đi, nói chung con heo chắc nhét vô không có vừa cái bình này đâu, cho nên là mới để con đom đóm á. Kịch bản vậy cũng hay á. Ok. Rồi thôi bây giờ em nghĩ là bây giờ chúng ta phải cứu bả thôi. Để em có cái máy khoan nè, em nghĩ là bây giờ chúng ta dùng cái máy khoan. Mày khoan mày muốn xiên chết bả luôn nữa sao? Xiên một phát một đâm thủng con đom đóm luôn thôi mà. Giờ cái bình này nó cứng lắm, phải dùng máy khoan thì mình cứ khoan ở bên cái cạnh này nè, đừng có khoan cho con đom đóm là được. Ok nha, từ từ nha. Em dùng hết sức đây. Mình tránh ra nè, không thôi nó khoan trúng đích anh giờ. Khoan nè. Ôi, mình đây, mình anh đâu rồi? Mình đây. Em bên này nè. Đâu? Ủa, tự nhiên đi đâu vậy? Bên này, kia sông này nè, đó. Tự nhiên qua đó chị gì đó, khoan có cái bình thôi mà làm gì gỡ bơm vậy, đi qua tút mình nói tránh kì ghê à. Ê nè, Timmy nè. Chơi bánh đôi mắt sao? Timmy nè. Ủa, bà Timmy bà làm gì vậy? Cũng được ra rồi. Ủa, nó bị phê đá ra rồi. Hình như bà cắn kẹo hay gì, bà bị gì, bà say vậy. Con trai cưng của mày thích cắn kẹo. Ủa Timmy ơi, sao? Ủa Timmy. Ủa sao bà Timmy tiên bà thét nó khỏi cái bình cho bạn ngu ngu ngơ ngơ là sao vậy? Tôi nè, này thì tôi nè này. Vậy mày? Sao đâu vậy? Ơi kỳ á. Ủa. Ê vật đi ra đây. Ơi vật, em nói nghe nè. Em nghi ngờ lắm nha. Sao tự nhiên thường mà Timmy bà hay tăng động lắm mà sao tự nhiên giờ bà yếu xìu vậy? Nghi lắm nha. Thì ra họ hỏi là mấy câu xem mà nhớ. Ok. Ờ Timmy, bà có nhớ tôi là ai không? Phong nè. Đúng rồi, còn con đây là ai? Vịt nè. Sai rồi, vịt đẹp trai. Vịt đẹp trai. Bà nhớ anh, bà nhớ. Thôi được rồi, chắc là tại kiểu mà bà bị bắt trong cái bình đó, cho nên bà mệt quá, cho nên là bà xìu. Thôi mình cứ dẫn bà về nhà đi. Ok, bây giờ tôi cứu được bà, cho nên bà đi theo bọn tôi. Giờ bọn mình đi về nhà nè. Nhanh lên. Ok, Timmy lẹ con nói đi. Để em đi trúng vịt nè. Rồi đi. Còn bà còn nhớ đường không? Đi trúng bọn tôi nè, đi nhanh lên. Đi vịt. Ok, đi thôi. Tới nhà nè mọi người ơi, đi thôi. Trời, hồi nhớ cái ngôi làng này quá. Không biết là có nhiều bạn nào mà nhớ ngôi làng này không ta? Bởi vì có rất nhiều bạn bảo mình là anh ơi, em nhớ cái ngôi nhà cây với lại cái quán rượu đồ bên đây quá. Đây mình qua coi, không biết cái quán rượu bên đây nó còn không ta. Đây qua xem nha. Thôi. Ôi con sói. Rồi chết nó rồi. Wow, đây chính là cái quán rượu nè anh em. Ủa mà sao giờ vắng vậy ta? Đúng rồi, bữa trước nó có mới một cái vụ đánh nhau ở đây, giờ vắng tanh luôn rồi. Còn bên đây là cái nhà cây của mình. Đó, trời nhớ quá. Cái này mấy gần hình như là gần 10 tập rồi mình chưa quay lại cái nhà cây này nữa. Mình thiệt mình nhớ ghê luôn á. Thôi bây giờ mình nghĩ là trời tối chắc mình sẽ về nhà ngủ anh em ơi. Thôi mọi người về nhà, ai nấy ngủ ở nha. Timmy, bà đi về nhà bà ngủ đi. Đi đâu vậy? Nhà tôi đâu? Ủa? Ủa không nhớ nhà mình đâu luôn. Cái nhà của bà là cái nhà cao nhất trên đây nè, chứ nhà đâu? Cái nhà của bà cái nhà phù thủy nè, nhà cao nhất trên đây nè. Tôi nhớ rồi. Nhà tôi. Đã, vậy tôi về nha. Ủa, vịt. Hả? Anh có để ý gì không anh? Cái bà Timmy này em không hiểu sao á, tự nhiên từ lúc mà cứu bà ra xong nhìn bà cứ kiểu mà ngu ngơ ngợp sao á. Em mới ngu á. Bà tính ra từ đó giờ bà cũng là bình thường đâu, bà ngơ như vậy suốt à. Không, nhưng mà sao tự nhiên bà không nhớ được cái nhà của bạn, cái nhà của bà là cái nhà nào luôn. Ê mọi người ơi, mọi người có thấy Timmy lạ mọi người, nếu như bạn nào nghĩ là Timmy có gì lạ thì mọi người hãy comment cho mình biết nha. Mọi người hãy comment số 5 cho mình biết là có nghĩa là mọi người thấy Timmy có cái gì đó rất rất là lạ nha.
Thôi mình chắc mình về nhà mình ngủ đây. Ơ mọi người ngủ ngon nha. Timmy kỳ cục nha, hình như Timmy hôm nay có cái gì lạ lạ nè. Thôi kệ, mình cứ đi ngủ trước đi đã. Rồi, đi ngủ anh em ơi. Ơ Vịt ơi. Hả? Vịt, anh đi ngủ anh nhớ bỏ đồ anh vào trong rương cho nó đỡ phải chật chội người nha, để cho thoải mái, lâu lâu mới về nhà một lần mà. Ok, để mình cất đồ vào rương nha, bỏ cái cung vào nè, kiếm nè, sản rồi để tùm lum đồ nè, đó đậu thần nè, cất vào rương hết luôn. Ôi ôi trời ơi, mới cất đồ vô cái thôi chạy tối thui luôn anh em ơi. Thôi mình phải đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon nha, mình đi ngủ đây. Ôi trời sáng rồi à, mặt trời đã lên cao rồi anh em ơi. Chắc là bây giờ mình sẽ tiếp tục đi sinh tồn thôi anh em ơi, để mình vào mình lấy đồ thôi. Đồ chắc đồ ở bên dưới. Kiếm thần máy cưa, đồ của mình, cung của mình, ủa đâu đâu hết rồi. Phong ơi, anh mất rồi, mất rồi, Phong ơi, cái gì? Mất đồ rồi. Hôm qua đi về phơi cái quần lót trước cửa thì cho nó ướt giờ sáng rồi. Tào lao. Em cứ tưởng là anh bị mất kiếm chứ gì, anh bị mất quần lót, tào lao. Ủa, anh coi trong người anh. Gì? Trời, mất gì đâu, kiếm nó còn nguyên trong người nè. Tào đâu? Còn mất anh rồi rồi. Ủa, kiếm cái kiếm thần á, anh còn giữ cái kiếm thần trong người không? Trong người còn mỗi cái ổ gà nè. Ủa vậy là đồ cái kiếm thần của mình với Vịt mất tiêu anh em ơi. Ủa vậy là chẳng lẽ là nhà mình có ăn trộm. Em lấy quay đúng không? Đây. Không phải em. Đâu phải em đâu. Chứ anh đâu có lấy của em đâu. Ủa gì kỳ vậy trời. Hay là tao là ăn trộm anh còn ai nữa. Chỉ còn mỗi anh này và em này. Với lại Timmy thôi. Thôi em chắc bây giờ mình tạm thời mình làm đỡ cái kiếm kim cương mình xài anh ơi, chứ giờ chẳng lẽ giờ mình để không vậy, cái vùng đất này đầy là zombie luôn á. Đây từ em coi coi. Nè có cái máy khoan nè, chúng ta khoan đỡ mấy viên kim cương bữa trước chúng ta lấy được ở bên dưới cái hang rồng nè. Đi nè, để em lấy trời. Cho ra anh chế kiếm cho em nha. Đây nè. Ơi trời ơi. Ê phong, cái sao anh, cái gì anh? Trong này còn hai cây giỏ xài đây đi. Được nè. Cái gì mấy ông bị mắc kiếm nên mấy ông mới sử dụng cái kim cương đúng không? Đúng rồi, mới mất kiếm á. Trời ơi, vào đây. Ủa gì? Sao tự nhiên anh kể cái chuyện mình bị mất kiếm cho bà Timmy nghe chi vậy? Tào lao, đừng về nãy giờ anh có đi đâu đâu. Ủa Timmy. Hả? Nè, từ nãy giờ tôi với Vịt chưa kể cái chuyện bọn tôi bị mất kiếm cho bà biết, tại sao bà lại biết vậy? Thì tôi ở trên nhà tôi xuống, tôi nghe ông nói là ông cần kiếm kim cương nên tôi nghĩ là ông bị mất kiếm thôi. Chắc chưa, sao tự nhiên bà lại biết là tôi với Vịt bị mắc kiếm, chẳng lẽ bà chính là người lấy của bọn tôi hả? Chắc là trong làng mình mất là người ta nghe thấy thôi, có không mà. Vậy thôi, vậy tôi xin lỗi nha, tôi nghi ngờ bà, tôi xin lỗi nha. Tôi nghi ngờ nha. Đừng nghi ngờ tôi nha. Tôi không nghi ngờ bà đâu. Thôi mà đây em nghĩ là chúng ta tiếp tục sinh tồn đi anh. Đây em lấy mấy quả dưa hấu bí ngô rồi anh em mình đi vô nấu súp bí ngô. Trời ơi, lười biếng gì không lấy à. Lấy đây. Nhanh Vịt ơi, lấy dưa hấu vô còn nấu súp dưa hấu ăn nữa anh. Trời, bí ngô dưa hấu đầy nè. Ê anh lấy thêm mía nữa, mình đang sinh tồn mà. Chứ đâu phải là mình lấy mạo đâu. Đi. Lấy luôn cả đất nữa, mang cát về ngay. Trời tào lao, anh tính ăn đất luôn hả? Mà nhà mình đâu phải nghèo đâu mà ăn đất anh. Gì? Ủa anh? Ủa à,